Đến chiều ngày 22 tháng 9, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước phối hợp với cơ quan chức năng huyện Bù Đăng đã tìm thấy thi thể em Điểu Minh Khải 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thọ Sơn, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nạn nhân bị nước cuốn trôi vào chiều ngày 20 tháng 9. Theo trình bày của em Thị Thanh Tuyền, 13 tuổi, là chị của em Khải, lúc 16 giờ chiều ngày 20 tháng 9, Điểu Minh Khải sang nhà bạn chơi. Khi Khải ra khỏi nhà thì trời đang mưa, người dân thấy cháu nghịch nước mưa trên đường mương nhỏ cạnh nhà hàng xóm, cách đường nhựa khoảng 30 mét. Địa hình nằm trên đồi dốc mương nhỏ nên nước chảy rất nhanh. Người dân cũng nhìn thấy cháu Khải vừa đi vừa chạy theo đường mương hướng về suối Đắc Quơ để lấy lại dép. Đến tối ngày 20 tháng 9, khi người mẹ tìm kiếm, mọi người mới biết cháu đã mất tích. Theo đại diện lãnh đạo huyện Bù Đăng, vị trí tìm thấy thi thể cách nơi phát hiện cháu Khải chơi lần cuối theo đường suối bị trôi khoảng 40 km tại suối Đắc Quơ, Sóc Đăng Stray, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Trong chiều ngày 22 tháng 9, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân đưa thi thể về mai táng.